Dạ vâng, từ Nguyễn Hồng xin kính chào tất cả quý anh chị. Chúc cho anh chị nhà mình ngày mới tràn đầy năng lượng và luôn được bình an hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu với anh chị một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật được chế tác trên chất liệu gỗ hương tang Gia Lai với tổng chiều cao là 85, chiều cao không tính kỷ là 73, chiều ngang là 1m10 và chiều sâu là 55. Và ngay bây giờ thì bên em sẽ đưa sát máy quay lại gần để anh chị nhà mình cùng được ngắm nhìn vẻ đẹp tổng quan của tác phẩm phải không ạ? Vâng, và trước ống kính máy quay thì các bác đang được thưởng lãm đó chính là vị Phật tổ chúng ta với dáng ngồi thiền tịnh, dáng vẻ thì rất là ung dung, khoan thai, tự tại này, nét mặt thì rất là hiền từ và nhân hậu luôn phải không ạ? Và từng cái làn khói trầm này tỏa xuống nghi ngút này như là lạc vào một cái chốn bồng lai tiên cảnh, rất là tuyệt vời luôn. Bên em có thiết kế một lỗ sông trầm cho các bác nhà mình, hiện tại đang sông một lỗ trầm này, những cái làn khói trắng tỏa xuống này như là những cái dòng thác nước chảy xuống phải không ạ? Nhìn rất là huyền bí và cực kỳ là thanh tịnh luôn phải không ạ? Sau những cái ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, anh chị nhà mình căng thẳng stress thì có thể là nhìn ngắm vào diện Phật của ngài. Và đồng thời là anh chị xông cho em một lụ trầm lên này, thưởng thức những cái làn khói trầm rất là tốt cho sức khỏe. Thì tác phẩm thì thật sự với anh chị tác phẩm này đúng là để đời luôn và rất là ý nghĩa phải không ạ? Không chỉ mang ý nghĩa về mặt phong thủy, vâng, mà hơn thế nữa thì là tác phẩm này còn mang rất là nhiều cái ý nghĩa nhân văn này, răn dạy con người ta biết tu tâm tích đức này, làm những cái điều thiện lành và biết hướng đến những cái điều tươi sáng trong cuộc sống này, biết ăn chay, niệm Phật, bố thí ban gia, làm những cái công đức lớn cho xã hội của loài người phải không ạ? Một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật, chất liệu gỗ hương ta với cái phôi gỗ chun sụn hương rất là già dặn luôn, làm cho tác phẩm thêm cái sự hài hòa cũng như là sinh động hơn rất là nhiều. Còn cái phần phôi gỗ chun sụn thì anh chị nhìn ngắm cho em này, kết hợp với một cái phôi lũa rất là đặc sắc luôn, từ đường vân chất gỗ của tác phẩm phô ra cái chất gỗ nó rất là già luôn anh chị nhé. Anh chị cùng ngắm nhìn tác phẩm giúp em và em sẽ đi sâu hơn vào tác phẩm một lần nữa này. Đấy, khi mà nhìn vào tác phẩm này thì em cảm thấy tâm rất là thanh tịnh luôn, từ những cái làn khói trầm tỏa xuống thì thật sự với các bác nhà mình là rất là đẹp và những cái làn khói này rất là thơm nhá. Hương trầm thì cũng rất là tốt cho sức khỏe này, đấy, xua đi những cái côn trùng này, cũng như là giúp cho khi mà anh chị hít những làn khói trầm này vào thì cảm giác thì là mình sẽ là bớt đi đau đầu cũng như là bớt hơn căng thẳng hơn rất là nhiều phải không ạ? Và bên cạnh đó thì anh chị cùng ngắm nhìn cho em này, thần thái diện mạo của vị Phật tổ chúng ta với từng làn áo này, tà áo này, đục rất là mềm mại và thanh thoát luôn, và phô ra những cái đường vân chất gỗ này, vân rất là tinh xảo phải không ạ? Và có những cái chú tiểu đồng này, đấy, chú thì đang ngồi thiền ở trên vách núi đá này, còn những chú còn lại thì đang chắp tay thành tâm bái Phật, hướng con người ta đến cái điều thiện lành trong cuộc sống. Và những cái ngôi nhà, ngôi đền, ngôi miếu này đan xen nấp nấp tầng tầng ở phủ quanh những cái vách núi đá này, cũng như là những từng cái tán cây tùng được đục theo lối Đài Loan này, rất là kênh bông và rất là đẹp luôn các bác nhé. Từng cái phần tán cây tùng được moi móc tỉa tốt rất là sạch sẽ này. Và với cái bối cảnh tiếp theo thì ở những cái vách núi đá này thì như anh chị cũng biết là mây ở trong núi này, mây ở trong núi thì rất là linh thiêng anh chị nhé. Và từng cái làn mây này, từng cái làn mây kết hợp với cái làn sóng trầm, cái làn khói trầm tỏa ra này, nhìn cái khung cảnh nó rất là lên thơ và thiền tịnh luôn phải không ạ? Từng cái vách núi đá đây kết hợp với đôi bàn tay khéo léo của người yên bên em này, sắp xếp bài trí rất là tuyệt vời luôn này, từ những cái ngôi nhà của người dân này và tầng tầng bậc bậc này đi lên, leo qua những cái phần vách núi đá này, từng cái bậc thang núi đá anh chị nhé. Đấy ạ, và sau đó lại đi qua từng cái phần cây cầu này, anh chị hình dung cho em này, để đến với vị Phật tổ chúng ta dâng lên những cái nén hương thơm để chắp tay thành tâm bái Phật phải không ạ? Một tiểu cảnh thành tâm rất là tuyệt vời mà anh chị nhà mình không nên bỏ qua trong video ngày hôm nay. Và với tác phẩm Thành Tâm Bái Phật của bên em giao lưu với anh chị với mức giá chỉ là 17 triệu đồng và em sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh chị nhà mình ạ. Anh chị quan tâm thì cũng có thể là nhấc máy lên liên hệ cho anh em qua những số hotline rất là quen thuộc 0987336318 hoặc là 0966336318, kết bạn Zalo để được bên em gửi kèm hình ảnh cụ thể chi tiết nào. Và hơn thế nữa thì bác nào hữu duyên này, mong muốn hữu duyên với vị Phật tổ chúng ta cũng như là mong muốn dinh ngay về cho gia đình mình một tác phẩm Thành Tâm Bái Phật ý nghĩa cực kỳ tuyệt vời trong phong thủy, thì bên em sẽ tặng kèm anh chị là một chiếc kỷ giải thảm lụa đào rất là đẹp luôn anh chị nhé.
giá 17 triệu đồng, em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Cảm ơn anh chị cũng đã là lắng nghe và theo dõi video ngày hôm nay của anh em. Và mọi chi tiết thắc mắc thì anh chị liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0987336318 hoặc là 0966336318. Các bạn Zalo để được bên em gửi kèm hình ảnh cụ thể được không ạ? Cũng như là gia lộc cho anh chị một chút để anh chị hữu duyên với vị Phật tổ chúng ta ở tác phẩm Thành Tâm trong video ngày hôm nay. Và em xin cảm ơn anh chị nhà mình rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo với nhiều tác phẩm mới đẹp hơn ạ.